còn đậm luôn mày. Không biết ngày nay đi mua được không nữa. Đã 20 ngàn cho ông có lợi đi bay. Nghẻ, đã 20 ngàn nghẻ. Đã 20 ngàn cho có lợi tao. Không chơi nghẻ, không chơi nghẻ. Không, thằng bên cho mày nghẻ thủ. Trời ơi, 200 là mệt chứ mày. Đó, có 20 mới quay liền à. Mẹ mày đá cho không có, không coi. Ừ. Không thua. Trời ơi, ăn chắc, trộm á, vô tiền là gà, vô tiền không được, vô tiền khoát ngoài này. Đã sao đi vô đi ghế ngồi luôn. Anh đứng đi, anh nó đầu biển rồi. Anh giờ mấy cân bên kia thả đi cho quý xe ba coi. Nhảy lên chu đích lên nè. Đập. Đúng rồi. Nay tính cái cầu hẹn mà bên kia đi lấy tiền rồi. Nên gãy kèo. Banh nó quánh cái đùm xuống ai lấy. Mà quên quánh vậy có xe ba chứ. Chết tí luôn. Đá thằng sáu theo thằng nỉ, ta năn nỉ. Năn nỉ. Rồi mỗi nghĩ tới nữa rồi. Banh gớt đất để kìa nè. Banh đã thu quýnh tại chỗ kìa mới hay. Lốc trắng à. Mặt cao mà đà còn vô trật quá. Vô lẹ quá. Chín tháng sáu rồi, chín tháng sáu rồi. Quýnh luôn. Lưới nghĩa nè, nó 7.3. Trời ơi, chui vô. Sao nó chạy chui vô. Chạy tán lạng. Không lên bay ngửa đà, lên trước không. Đây, không có ai dụng tay ơi. Kẻ nó còn giữ mối cho thiếu lâu cho thiếu 10 ngàn nữa kìa. Trả cho bà tao với ban ngày mới ngủ ngon mày ơi. Mày tặc gì. Trả đi cho mai đủ xì chỉ vàng bà chứ còn thiếu. Má cứ kiếm thêm. Còn thêm. Cái mượn cái thôi. Vét thêm nữa. Thiếu 20. Còn có vịt lộn không? Còn cái bàn trọng á. Còn cái bàn kìa mà cái bàn đó chiều. Đi ngồi đi đem bàn đi tới mượn bàn kia cái.
Ê, vô tí. Ba ba. Bắt giật dây. Để các bạn đây chèo, tao cuốn banh bên kia trả lại. Đổ dịch lộn xuống. Trả anh lại, đứng có duyên lại. Nó phát sao banh đi lên luôn. À, đi vô giỏng gom 2 ghế, 4 ghế từ từ ra nhóc. Gom từ ghế tới ghế. Ghế đem nó bán thịt lộn cái gì. Trước đường.